Manchester United mới đây đã phải nhận thất bại tủi nhục 0-3 trước Tottenham. Không như vậy, đội trưởng Fernandes cũng phải nhận thẻ đỏ và chấp nhận ngồi ngoài sân 3 trận đấu tới. Liệu rằng ban lãnh đạo đội bóng có những động thái gì liên quan tới chiếc ghế của huấn luyện viên Ten Hag? Cùng với đó là một số nội dung khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Chính thức, Anton Westman tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Xếp lẫn MU ra phán quyết với Ten Hag sau trận thua Tottenham. Paris Saint-Germain đã có vị vua mới. Neymar chọn xong bến đỗ mới sau khi rời Ả Rập Xê Út. Novak Djokovic rơi vào nhánh đấu đầy thử thách ở Thượng Hải Master 2024. Chính thức, Anton Westman tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Chiều qua, tiền đạo Anton Westman đã ra thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế sau sự nghiệp lừng lẫy ở đội tuyển Pháp. Trong đó, anh đã chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân rằng: "Với một trái tim đầy ắp những kỷ niệm, tôi khép lại chương này của cuộc đời mình. Cảm ơn vì cuộc phiêu lưu tuyệt vời cùng với đội tuyển quốc gia và hẹn gặp lại sớm." Là nhân tố chủ chốt trong chiến thắng tại World Cup 2018 của đội tuyển Pháp, Westman cũng đã tỏa sáng ở nhiều giải đấu lớn khác trong sự nghiệp quốc tế lừng lẫy của mình. Ở tuổi 33, ngôi sao của Atlético Madrid chia tay đội bóng với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều thứ tư trong lịch sử đội tuyển Pháp, với tổng cộng 135 trận đấu và ghi được 44 bàn thắng. Con số giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ tư cho đội tuyển. Westman đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2018 khi Pháp đánh bại Croatia để giành chức vô địch lần thứ hai. Anh cũng là vua phá lưới tại Euro 2016, nơi Pháp về nhì. Tại World Cup 2022 ở Qatar, Westman chuyển sang đá vị trí tiền vệ lùi sâu hơn, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ trong đội hình của Didier Deschamps. Anh giành danh hiệu cỏ bạc xếp sau Messi sau khi Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết. Với việc giã từ sự nghiệp của mình, giờ đây anh có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp cấp câu lạc bộ của mình. Xếp lớn MU ra phán quyết với Ten Hag sau trận thua Tottenham. Bất chấp những nghi vấn về tương lai, huấn luyện viên Erik Ten Hag được cho là vẫn có niềm tin của giới chủ Manchester United trước những trận đấu quan trọng với Porto và Aston Villa trong tuần này. Manchester United tiếp tục cho thấy khởi đầu thất thường ở mùa giải khi nhận thất bại đầy cay đắng trước Tottenham trong cuộc chạm trán ở vòng 6 ngoại hạng Anh. Sau thất bại này, rất nhiều tin đồn về việc huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ phải nhận trách sa thải sau thành tích tệ hại của Quỷ Đỏ. Do vậy, nhà báo James Tucker của tờ Telegraph xác nhận chiến lược gia người Hà Lan vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo đội bóng. Tucker còn cho biết hiện tại không có kế hoạch thay đổi huấn luyện viên ngay lập tức và bộ sậu của Manchester United đang tập trung vào việc hỗ trợ Ten Hag, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn này. Trong trận đấu với Tottenham, giám đốc thể thao, giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ đều có mặt trên khán đài của Old Trafford và không thể giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà bị áp đảo toàn tập. Bộ tứ kể trên đã có cuộc thảo luận kỹ lưỡng sau trận đấu và đây là một trong những hoạt động thường xuyên sau mỗi trận. Việc Fernandes bị thẻ đỏ gây tranh cãi ở phút thứ 42 cũng là một chủ đề được thảo luận. Ngoài hiệu suất và kết quả của đội, hiện vẫn chưa rõ liệu Quỷ Đỏ có quyết định kháng cáo thẻ đỏ hay không khi cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trượt chân trước khi va vào Maddison bằng một cú đạp vào cổ chân. Mặc dù vẫn nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo đội bóng, thế nhưng không vì thế mà áp lực không ngừng gia tăng với Ten Hag. Và cựu huấn luyện viên Ajax cần có sự phản ứng nhanh chóng từ các cầu thủ của mình trong trận đấu với Porto tại cúp C2 và sau đó là trận gặp Aston Villa tại ngoại hạng Anh. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Manchester United trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10. Paris Saint-Germain có vị vua mới. Sự ra đi của Mbappe để lại khoảng trống lớn trên hàng công của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, câu lạc bộ thủ đô nước Pháp đã nhanh chóng tìm ra người thừa kế xứng đáng, đó là Barcola. Với cú đúp vào lưới của Renner ở vòng 6 Ligue 1 mùa giải 2024-2025 rạng sáng 28 tháng 9, Barcola khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu hiện nay. Không chỉ giúp Paris Saint-Germain củng cố ngôi vị đầu bảng, mà chỉ diện ấn tượng của cầu thủ 22 tuổi còn đưa anh lên vị trí dẫn đầu của đua cuộc phá lưới. So với mùa giải trước, khi chỉ ghi được 4 bàn sau 25 trận tại Ligue 1, Barcola có một sự đột sắc hoàn toàn. Tới nay anh có 6 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với người xếp thứ hai là Mason Greenwood. Sự tiến bộ vượt bậc cho thấy Barcola đang ngày càng trưởng thành và tự tin hơn trong màu áo mới. Truyền thông Pháp không ngần ngại ví Barcola là người thay thế hoàn hảo cho Mbappe. Cả hai đều sở hữu tốc độ, kỹ thuật điêu luyện và khả năng dứt điểm lạnh lùng. Thậm chí sau 6 vòng đầu tiên của mùa giải,
thành tích của Barcola không hề thua kém Mbappe, người ghi 7 bàn sau 6 trận đầu tiên mùa giải 2023-2024. Với những gì thể hiện, Barcola đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Giá trị thị trường của anh tăng vọt từ 500.000 euro lên 50 triệu euro chỉ trong vòng 2 năm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, không có gì ngạc nhiên khi Barcola sẽ sớm đạt mốc 100 triệu euro. Sự xuất hiện của Barcola không chỉ mang đến niềm hy vọng cho Paris Saint-Germain, mà còn là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Pháp. Cầu thủ trẻ này chứng minh rằng bóng đá nước nhà vẫn đang sản sinh ra những tài năng trẻ đầy triển vọng. Neymar chọn xong bến đỗ mới khi rời Ả Rập Xê Út. Trong suốt thời gian vừa qua, tương lai của Neymar luôn là chủ đề bóng đá nóng bỏng với nhiều tin đồn xoay quanh việc anh có thể tái hợp với Barcelona. Tuy nhiên, thay vì trở lại đội bóng xứ Catalonia, Neymar đã đưa ra quyết định quay lại Santos sau khi rời Al Hilal, câu lạc bộ đã gây dựng tên tuổi anh trước khi tỏa sáng tại châu Âu. Sau những năm tháng thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu như Barcelona và Paris Saint-Germain, nơi ghi dấu ấn của anh ở cả La Liga và Ligue 1, Neymar tiếp tục hành trình sự nghiệp khi di chuyển đến Al Hilal tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, khi thời hạn hợp đồng với Al Hilal dừng khép lại, Neymar quyết định trở về Brazil, bắt đầu một chương mới tại Santos, nơi mà sự nghiệp của anh đã khởi đầu rực rỡ. Việc Neymar tái ngộ Santos được xem là một trong những thông tin đáng chú ý với người hâm mộ bóng đá Brazil. Santos là đội bóng giúp tạo bước đệm cho Neymar trở thành ngôi sao toàn cầu. Giờ đây họ chuẩn bị đón chào biểu tượng của mình quay trở lại. Ở giai đoạn đầu thi đấu cho Santos, Neymar đã giành được nhiều danh hiệu và khẳng định mình là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Sự trở lại này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, mà còn tạo điều kiện để Neymar tái kết nối với những giá trị bóng đá truyền thống tại nơi đã hun đúc anh vươn tầm ngôi sao. Với việc hợp đồng tại Al Hilal sắp kết thúc, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những gì Neymar có thể mang trở lại khi trở về thi đấu tại quê nhà. Sau những thách thức đã trải qua tại châu Âu, sự trở lại với Santos có thể sẽ là cú hích lớn giúp anh lấy lại phong độ và tiếp tục tỏa sáng. Santos không chỉ có được sự phục vụ của một huyền thoại mà còn khẳng định vị thế của mình trong bóng đá Brazil. Novak Djokovic rơi vào nhánh đấu đầy thách thức tại thượng hải Masters 2024. Với tư cách đá giống số 4, Novak Djokovic sẽ gặp nhiều thử thách trên hành trình tiến sâu ở thượng hải Masters 2024. Theo trang chủ của ATP, Hiệp hội Quần vợt nhà nghề đã cập nhật danh sách các hạng giống cũng như nhánh đấu ở thượng hải Masters 2024 diễn ra từ ngày 2 tháng 10 tới đây. Theo đó, Djokovic được xếp hạng giống số 4 và rơi vào nhánh đấu không hề dễ chịu. Do nằm trong nhóm hạt giống ở giải, Djokovic sẽ không phải thi đấu vòng 1. Hành trình của anh sẽ bắt đầu từ vòng 1-3-2 với một trong hai đối thủ là Michael Chen hoặc Yun Chao Tete. Đây đều không phải là những cái tên dễ bị bắt nạt. Với nền tảng thể lực không còn được sung mãn trước đối tác, Djokovic thường xuyên gặp khó khăn trước các đối thủ trẻ trong năm 2024. Thượng Hải Master rất có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của anh ở mùa giải năm nay nếu không được tiến sâu hơn. Nguy cơ Djokovic thất suất từ ATP Final là rất cao. Thượng Hải Master 2024 cũng đánh dấu lần đầu tiên Djokovic trở lại Thượng Hải sau 4 năm kể từ năm 2019. Ở 3 năm 2020, 2021 và 2022, giải đấu này không được tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mùa trước, Djokovic không thể tham dự Thượng Hải, chỉ tranh tài ở Grand Master và sau đó là ATP Final. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Đừng quên cập nhật liên tục những clip hay nhất về thể thao trên hệ thống kênh của chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.